tầm này là vừa này. Rồi, đấy, tầm này là vừa này. Mạnh, nhìn nước này, quái vậy. Nó tầm này là máy nó vừa đủ vừa nhẹ này. Chặt này. Cấp bóng kìa. Này nhập vào cấp lên. Nhìn thấy là đặc. Thank you.
Cái đầu này để khi mà nó vụt xuống bùn đó, mà cái này nó quay này, nó quay là nó không hất lên nữa, nó không hất lên, nó quấn ở trong này và nó tác dụng đẩy bùn vào hay hơn. Bên dưới là bùn nó chặn dưới, trên là nó ụp trên này. Cái quay cái này nó quấn vào này, đó. Nó quấn này và là bùn nó sẽ không bốc lên mà nó sẽ đùn vào cái lỗ này, chế thêm cái này. Giờ mà lắp này vô này. Cho bạn coi nhé, đường kính này là 15 cm, trục này trục quấy bùn này là 30 cm này. Kính này là to nhất, cái này to nhất là khoảng trung bình này 10 cm. Cái này cái phễu chụp này, chụp trên phễu chụp bùn quay cái này, bùn đây là nó sẽ nhồi vào đây, nhồi vào góc nào cũng hút thì nó đưa ra đây.
xong rồi. Nó đơn giản này thôi. Cái này mình lấy cái lỗ này, lúc đưa cái máy mình chỉ thủ cái lỗ này nó tự nó quay. Để mình tháo ra tháo vào mình di chuyển nó dễ. Cái này để lên đây. Đây rồi. Chết nó vào thôi. Chết hai cái này vào. Chết cái này vào lấy cái để mà cột lại. Rất là chắc. Sau này mình có làm mình tháo ra tháo vào nó dễ. Đơn giản này. Cái này mình cắm cái máy vào cái lỗ này. Cái này nếu mà kín thì mình có thêm cái dây thun một cái đầu này thôi. Là xong rồi. Đâu. Là cái thao. Nhưng mà mình thích thì mình cột hai dây, nhưng mà theo mình thì một dây này đủ rồi. Rất là chắc. Cái đây này là được. Cái phương pháp nào đơn giản nhất là làm cái phao, không cần phải làm khung, làm thiết kế công. Cái đây mình tháo ra tháo vào mình di chuyển nó cũng dễ. Cái phao này mình di chuyển cái phao này. Cầm cái máy vào đây. Được chưa? Thật sự ở trong ống nó không ra được. Cá nó rụt rụt từ từ. Cho nó tủ nó lên. Phát ống.
trái thế này. Đó, bùn tầm này là vừa này. Ố, này là vừa này. Không. Đó, này là ngon này. Còn cái vườn rộng đấy, nằm cái lên đầu trời rồi, mấy phút rồi. Để biết cái cách làm đấy. Tiên nó thử vậy không quen. Không nước có bùn cái nó bùn này bùn công này đó chặt đây nghe tiếng máy đó đó chặt bùn bạc chặt đây mua luôn đi cho loãng này đó như này là vừa này nha quá ok luôn này giữ cái tầm này thôi này để nhặt pet nó quá ok luôn. Chết luôn này. Chạy ra kìa, chật, nhảy. Đây, lên cục luôn này. Tắt máy đó sao lên được cái này máy nó quấy nữa mà. Cùng cái này cơ mà, cùng như này. Đấy, tắt xe thế này. Đấy. Chạy cái này cơ mà. Này mình mình xách một xô được bao nhiêu đâu. Lên nhoảng cái xô này. Chạy kìa, bùn nó chạy kìa. Đấy, nó chạy. Đó, nhoảng cái một khối lên thành thua. Đất không. Cái này là cả đất luôn. Chắc là xúc cho đất rồi sao. Đừng dám bín. Nó chỉ đồn ra cái bằng mình sắt mấy xô này. Ồn cái mấy xô ấy. À, lên. Đã chưa? Ồ. Đặc sệt này. Máy nó máy chạy máy ấy cái này máy xăng to. Mạnh quá. Một cái ao này, chỉ khuấy một cái là hết, cho cái khuấy đàn. Có máy nổ đều. Nhàn tuyệt. Cũng đâu có nhiêu nước đâu. Đây phải đâu có nhiêu nước đâu, mấy thùng nước chứ mấy. Mấy cái. Cho nhiều nước vào. Lượng nước này lên đâu nhiêu đâu, đúng là 1/3, 2/4 là ngon rồi. Cái này là bùn nó tới 3/4 phần nước. Cứ cho 2/4 phần nước này em. Cho nhẹ lên tí nữa đi. Đặc lắm. Cho nhẹ lên tí nữa. Nó lên đặc lắm, không có nước mấy đâu. Cho nhẹ đi.
nó là xe ra, cứ cho nhẹ nhẹ cho nó chạy chạy thoải mái đi. Giờ lên này có thứ nước nào trên đâu, nó lên như cháo đặc á. Phần ba được rồi, cái này đặc lắm, đợi cho nó phải loãng cái tình đấy, nó chỉ sạch sẽ. Thank you.
mà mình đất này là ngon rồi, xoáy đất.